một chương trình hấp dẫn, ấn tượng và vô cùng nhân văn đã chính thức quay trở lại, không thể là chương trình nào khác, đó chính là chương trình Tường Lửa. $120,033. Xin chào tất cả các quý vị khán giả của chương trình Tường Lửa. Mình là Hoa hậu Lương Thùy Linh. Mình là người đẹp như ngái Thùy Tiên. Và ngày hôm nay thì chúng mình đang có mặt tại mái ấm thiên thần tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Nơi đây là nơi đang nuôi dạy rất nhiều trẻ em mồ côi và khuyết tật. Ngày hôm nay khi mà được đến mái ấm thiên thần thì chúng mình cảm thấy rất là thương các em ở đây, rất là đồng cảm với số phận thiệt thòi của các em, cũng như là rất là thương các sơ khi mà ngày ngày phải trang trải để cho các em có một cuộc sống ấm no. Thực sự ra những cái bệnh này á, không thể làm được rất là nhiều cái, ngay cả những cái sinh hoạt, cái cơ bản hàng ngày các em cũng không thể làm được. Và phần lớn là các em phải dựa vào hỗ trợ của người khác. Tụi con mong là số tiền này có thể giúp cho cô trang trải được phí sinh hoạt, cũng như là có thể đưa cho các em đi học để các em có một cái tương lai tốt hơn. Đây là một món quà rất là quý để giúp cho các sơ có cái phương tiện chăm sóc cho các em được tốt hơn. Thì một lần nữa sơ rất chân thành cảm ơn tất cả. Cảm ơn chương trình Tường Lửa. Chào. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Tường Lửa. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Hồi nãy mà lúc Trường Giang đi từ trong cánh gà đi ra đó là đã có những cái điệu chào rất là đặc trưng. Dạ, là Hoa hậu chào. Người thường không có chào vậy. Hoa hậu là khiêu đoạt vương miện, là mặc dù có mặt em nó không giống hoa hậu lắm, nhưng mà cũng xin vỗ tay cái. Dạ, cảm ơn quý vị. Vì sao? Vì hôm nay thưa quý vị, toàn người đẹp hoa hậu đến với chương trình. Á hậu Lệ Hằng và đương kim hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân. Thôi mình đứng lên đây đi ha. Rồi, đứng lên đi. Gì kỳ vậy? Anh đứng đây. Thôi nè. Đứng đó được rồi. Đứng mình... đây không biết là chiều cao. Được rồi. Đứng anh cao rồi. Sao sao nói chuyện được rồi, không sao đâu. Anh đứng đây đi, tụi em nhường lại, lùi về phía sau nè. Dạ. Đứng đây nè. Không, mọi người cứ đứng vào vị trí của mọi người đi ha. Sao anh cứ xa cách tụi em vậy? Là mình gần nhau hơn ha. Mình dạ, gần rồi. Nhau hơn. Đây nè, đây nè. Đây đứng đây nào. Đó, Vân đây nè Vân. Dạ. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Khi mà em chia sẻ về những cái dự án cộng đồng của em á, thì lúc nào cũng có chị Lệ Hằng hỗ trợ cũng như giúp đỡ. Nhiều khi lâu lâu cái em không đủ tiền, cái em gọi điện chị Hằng, chị Hằng ơi cho em tiền nha. em hay xin tiền chị Hằng. Em nói thế mọi người, anh Giang biết chị giàu em ơi. Đừng nói vậy, kỳ lắm. Đối với những cái việc là thiện nguyện của Henny E và của Khánh Vân thì Hằng lúc nào cũng là cái người xung phong đầu tiên. Và đặc biệt là khi mà nghe Vân kêu chị ơi hôm nay hai chị em mình tham gia Tường Lửa đi, tại vì cái số tiền lên đến 6 tỷ là Hằng rất là hào hứng. Nghe 6 tỷ thì mình rất là phấn khởi. 6 tỷ vui sao? 6 tỷ Hằng ơi. Đó, rồi, đó là 6 tỷ ha. Chương trình luôn hy vọng những người chơi mang nhiều tiền về. Nhiều người nói là ủa chương trình không sợ mất tiền sao? Thưa quý vị, dĩ nhiên sản xuất một chương trình mất rất nhiều tiền, nhưng vì tất cả những người tới đây tham gia chương trình sử dụng đồng tiền vào mục đích thiện nguyện và cộng đồng lan tỏa yêu thương, đó là không có đồng tiền nó có thể mua được điều đó, nên chúng tôi rất hãnh diện và sẵn sàng tiêu tốn nhiều tiền vì mục đích cho tất cả mọi người. Đâu đó trong xã hội còn rất nhiều điều tử tế và nhiều sự yêu thương. Cảm ơn hai bạn. Rồi, mời vào vị trí AB nào. Thưa quý vị thân mến, chúng ta hôm nay tiếp đón Lệ Hằng và Khánh Vân. Và họ sẽ có những địa điểm muốn đến sau chương trình này. Chúng ta cùng được biết ngay sau đây. Xin mời.
trung quá. Xin chào, mình là Khánh Vân, đương kim hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lệ Hằng và mình rất là vui khi hôm nay đồng hành cùng Khánh Vân tham gia chương trình Tường Lửa. Lần đầu tiên hai chị em tham gia chương trình chung và khi mà nghe tới cái giải thưởng là 6 tỷ đồng, cái xong mình mừng quá, mình kêu wow, nếu mà mình được 6 tỷ đồng á mình sẽ làm được rất là nhiều. Làm được rất là nhiều, rất là nhiều cái chương trình bổ ích. Sắp tới đến với Hoa hậu Hoàng Vũ Thế Giới thì cũng như em đã từng chia sẻ với chị là em sẽ đem đến dự án, đó chính là bảo vệ các trẻ em bị xâm hại tình dục cũng như là có nguy cơ bị khai thác tình dục. Cho nên là nếu như ngày hôm nay mà mình may mắn mình kiếm được càng nhiều tiền càng tốt thì sau đó là những cái điều mà mình rất là mong muốn để có thể giúp đỡ nhiều trẻ em hơn nữa, giúp đỡ thật là nhiều người. Và Hằng nghĩ là nếu như là số tiền càng nhiều thì cái dự án của Vân sẽ xuyên suốt của Việt Nam hơn và được sẽ có cơ hội được giúp nhiều em. Cho nên là ngày hôm nay thì chắc chắn là một cái điều đó chính là chơi hết sức, hết mình nha chị. Dạ chị. Hy vọng Khánh Vân và Lệ Hằng sẽ mang về nhiều tiền mà để có thể góp một phần chặn đứng cái tệ nạn đó. Và ở vòng đầu tiên hãy cố gắng mọi thứ, bởi vì vòng đầu tiên là một trong những câu hỏi dễ nhất của chương trình. Luật chơi vòng 1. Tại vòng 1, 5 câu hỏi sẽ có 2 phương án lựa chọn ở mỗi câu. Có 3 quả bóng được đặt cố định ở vị trí số 1, số 4 và số 7. Khi bóng rơi, hai người chơi phải cùng chạm tay vào phương án A hoặc B. Thời gian trả lời kết thúc khi quả bóng đầu tiên chạm đáy. Tổng số tiền của 3 ô mà bóng rơi vào sẽ được hệ thống ghi nhận. Nếu trả lời đúng, bức tường chuyển màu xanh, tiền sẽ được cộng thêm vào tài khoản của người chơi. Nếu trả lời sai, bức tường chuyển màu đỏ, tài khoản sẽ bị trừ đi số tiền tương đương nhưng không tính giá trị âm. Mời lắng nghe đoạn nhạc sau đây. Titanic hả? Từ đó ban trong tên cười là thời hoa rực rỡ ngày ban đầu. Bài này phim Mắt Biếc đúng không? Yeah, Mắt Biếc của Hà Lan, từ đó. Đây là bản hòa tấu của guitar và loại nhạc cụ nào? A harmonica và B là violon. Mời bóng rơi. Harmonica. Quá đơn giản. Harmonica. Ui. Đúng không? Harmonica. Harmonica là thổi cái này đúng không? Dạ, harmonica. Dạ. Lúc đầu em nghe em tưởng đâu là hơi nghiêng tới tiếng sáo một xíu nhỉ. Chỉ có 11.000 đồng thôi. Và đáp án A là đáp án chính xác. Câu này dễ đúng không? Câu này dễ. Số tiền hiện có là 11.000 đồng. Câu này dễ sao rất ít tiền đấy nhờ. Vàng sự khởi đầu nan. Câu sau là gì? Câu sau là bắt đầu câu hỏi thứ hai. Thưa quý vị, trước khi đến với câu hỏi thứ hai, mời quý vị cùng chúng tôi giải lao trong giây lát. Ủa gì kỳ vậy? Chương trình sao vậy? Cho thả lại luôn. Cho thả lại không? Không, nó có cái luật là thả banh lại không chương trình ơi. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Tường Lửa. Câu hỏi thứ hai, mời xem hình ảnh sau đây. Đây là cây cầu nào ở nước ta? Cầu Long Biên và B là cầu Tràng Tiền. Yeah. Mời bóng rơi. Dễ đúng không? Chọn đi, chọn. 12. Ủa gì kỳ vậy? Chương trình sao vậy? 1.000 với lại 5.000, bây giờ cũng 1.000. Tự nhiên ở giữa này nó không có vô, trời. Lịch sử lặp lại. Cầm màu luôn này, cùng màu mà nó không có vô luôn nè. Lịch sử lặp lại, vẫn là 11.000 đồng. Chỉ là đối xứng bên trái và bên phải thôi. Từ không đã, đi vòng kiếm phong thủy đó nè. Chà, quá hậu này hên quá. Đi vòng kiếm phong thủy thôi. Chị ơi, hay mình đổi chỗ không ạ? Kỳ ghê luôn á. Cầu Long Biên là đáp án chính xác. Vẫn như cũ, chỉ là đối xứng thôi. Số tiền cộng thêm y chang như vậy. Hiện tại đang có là 22.000 đồng. Con số đẹp là 22 triệu. Thiệt tình đó. Cho thả lại luôn. Cho thả lại không? Không, nó có cái luật là thả banh lại không chương trình ơi? Có. Có luật thả banh lại không? Chương trình có luật đổi người. Đổi em thành MC, em không làm được đâu thôi. Bỏ đi. Đổi người chơi luôn á. Câu số 3, mời xem clip sau đây. Khi sao Kim xuất hiện lúc hoàng hôn thì được gọi là sao gì? A là sao Hôm và B là sao Mai. Mời bấm rồi.
sau hôm đi, hoàng hôn mà. Làm nhiêu? 7.505.000 đồng nếu chính xác. Trời, cái lúc mà em lo không biết trả lời đúng hay sai lúc nãy là vô. Đáp án A là đáp án chính xác. Yeah. Ba câu, số tiền hiện có là. Yes. Yeah. 7 triệu, ủa số ít vậy? 7.527.000 đồng. Dạ. Yeah. Thôi vẫn vui hơn. Hai câu đầu. Ngay sau đây là một câu hỏi. Khó đúng không? Sở trường. Ghê vậy. Câu hỏi này mà không trả lời được thì đừng nói chuyện với gia đình. Đừng gặp bạn bè xung quanh. Sở trường của ai? Cả hai. Vậy hả? Chết rồi, về hoa hậu hả? Hoa hậu. Rất đơn giản, mời xem hình ảnh. Ồ. Ai vậy bé? Tường Sang. Tường Sang hả? Đây là trang phục dân tộc của đại diện Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp nào? A. Miss International 2019. B. Miss Grand International 2019. Mời bóng rồi. International, Miss Grand. Đúng không? Chị đây chị không biết nha. A. Chị đụng A. 10 triệu đồng. 12. 5 triệu đồng. 5 triệu. Yeah. Từ nãy tới giờ 4 câu rồi chưa thoát được ông 5 ngàn. Ông 5 ngàn. A là đáp án chính xác. Yeah. Giỏi quá em. Thiệt á. Cái này trả lời sai cái là gì? Về là bạn bè không chơi nữa luôn á. Bộ áo dài mang tên Rồng Chầu Mặt Trời đã giúp đại diện Việt Nam, Á hậu Tường Sang giành giải trang phục dân tộc đẹp nhất tại Miss International Hoa hậu quốc tế 2019. Số tiền hiện có là 22.532.000 đồng. À. Câu hỏi cuối cùng cũng dễ thôi. Xem đoạn clip sau đây. Chết rồi, em bị cộng. Giang ơi, cầu thủ không ghi bàn nhất ba. Đã phạm lỗi gì khiến cho bàn thắng không được công nhận ở tình huống trong đoạn phim? A là việc vị và B là bóng biết chạm tay. Giúp con. Mời bóng rồi. Chạm tay là không có rồi này. Em bị liệt vị đi. Chọn liệt vị. 12 15. Trời, 10 triệu. Trời, cái bà 5 ngàn. Ủa, vẫn là 5 ngàn. Chắc tôi đánh bảo quá, tức quá. Ủa sao nãy giờ em bị vô ghét 5 ngàn luôn. Ghét dễ sợ luôn á trời. 5 ngàn nãy giờ nó bị truyền kiếp hay sao? Ủa, nãy giờ có ai cầm theo 5 ngàn người không, lục túi coi. Và đây là đáp án rõ ràng, chính xác. Việc vị là tức là trước khi bóng chuyền mà em đứng dưới hậu vệ là phạm lỗi. Hoặc là trước khi bóng chuyền mà em chạy từ ngược ở dưới phần sân của đội khi lên em nhận bóng là em bị phạm lỗi. À, dạ. Việc vị. Số tiền sau vòng 1, hai cô gái xinh đẹp hiện có là 32.530.000 đồng. Cũng được, cũng ổn. Đừng mất rồi, được rồi. Cũng ổn. Dạ. Bây giờ đây, chúng ta phải chọn một người ở lại và một người vào vòng băng. Em nghĩ chắc chị Hằng sẽ... Đúng rồi. Người ta lỡ cái bằng chị rồi. Và người ta có kinh nghiệm cuộc sống rồi. Đã nhiều năm sống trên đời rồi. Áp lực quá nè. Nếu mà em trả lời sai thì sao? Trả lời sai thì bóng cho chuyển sang màu đỏ. Nhưng mà nếu lúc đó mà thả vào anh 5 ngàn, anh 1 ngàn là mình bình thường. Dạ. Hiểu không? Dạ. Nó phải cần có sự may mắn nữa chứ không phải là trả lời đúng. Cố không? Cố lên Vân ơi, chết rồi, run quá. Vì các em nha. Dạ. Mục tiêu là vì các em. Và người ở lại là Nguyễn Trần Khánh Vân. Và người vào trong phòng lạnh lẽo, buốt giá, cô đơn một mình, cách trở phương trời, ly biệt với Khánh Vân, đó chính là Á hậu Lệ Hằng, xin mời. Mày đâu rồi, ba. Chúc em may mắn đi Giang. Chúc em may mắn. Phải tin em gái coi. Trời ơi, sao hồi hộp quá này. Thiệt luôn. Thưa quý vị thân mến, như vậy là Á hậu Lệ Hằng đã vào bên trong, còn lại là một mình Khánh Vân trên sân khấu. Nhưng mà em đang rất là hên luôn á. Mà em hả? Ừ, mấy đứa đẹp hên dữ lắm. Nó cho vui thôi chứ hôm nay hy vọng em sẽ được nhiều may mắn. Yeah. Thưa quý vị, trước khi gặp Lệ Hằng trong phòng băng, mời quý vị cùng chúng tôi nghỉ giải lao trong vài lát. Ủa ta, sao lần nào em cũng bị dính phải 5 ngàn vậy ta? Thánh 5 ngàn. Trời, bây giờ em mới biết là em không có may mắn cái số 5 luôn à. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với vòng 2 của chương trình Tường Lửa buổi tối ngày hôm nay.
Bây giờ hãy nhìn lên sân khấu, mọi thứ đã thay đổi. Số tiền cao nhất hiện tại là 125 triệu đồng. Ngoài ra còn có 100 triệu, 10 ngàn, 1 ngàn, 50 triệu, 25 triệu, 100, 12 triệu, 500, 5 triệu, rất là nhiều. Và con số 5 ngàn vẫn còn đầy rẫy. Đó là con số không may mắn của Khánh Vân. Dạ. Yeah. Bây giờ là luật chơi của vòng 2. Luật chơi ở vòng 2. Trước khi đối mặt với các câu hỏi, người ở sân khấu sẽ chọn vị trí và thả cùng lúc hai quả bóng xanh tạm ứng tiền. Tổng số tiền sẽ ngay lập tức cộng thẳng vào tài khoản. Người trong vòng băng phải trả lời 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi gồm 3 phương án lựa chọn. Ở mỗi câu hỏi, trước khi người trong vòng băng trả lời, người ở sân khấu sẽ chọn một vị trí thả bóng. Tại câu hỏi số 2, người chơi có quyền chọn nhân đôi số bóng sẽ thả. Ở câu hỏi số 3, có quyền nhân 3 số bóng. Nếu trả lời đúng, bức tường chuyển màu xanh, tiền sẽ cộng vào tài khoản. Nếu trả lời sai thì ngược lại, tường chuyển màu đỏ, tài khoản sẽ bị trừ đi số tiền tương ứng. Cuối vòng 2, tại đúng vị trí đã thả hai quả bóng tạm ứng, người chơi sẽ phải thả hai quả bóng đỏ để bức tường thu hồi tiền. Bây giờ hai quả bóng màu xanh sẽ chọn vị trí nào đây? Dạ, hồi nãy em có hỏi chị là hình như sinh nhật chị là ngày 7, chị sinh nhật chị Hằng á, nên là em sẽ chọn quả bóng đầu tiên là số 7. Và quả bóng số 2 là em nghĩ là sẽ là số 1. Hả? Đầu đuôi hả? Thả đi nào. Dạ rồi. Số 7 và vị trí số 1. Chúng ta chờ xem Khánh Vân mang về bao nhiêu tiền sau hai quả bóng màu xanh. Xin mời bóng rơi nào. Ôi, ôi. Ôi. Ủa ta sao lần nào em cũng bị dính phải 5 ngàn vậy ta? Thánh 5 ngàn. Trời, bây giờ em mới biết là em không có may mắn cái số 5 luôn à. Nãy giờ luôn hình như quả nào cũng có số 5 luôn á. Dạ, nhưng mà không sao, 12 triệu 500 thì cũng được. Là ít đó. Ôi vậy ha. Rất ít luôn. Số tiền cộng thêm 12 triệu 505 nghìn đồng hiện đang có là 45 triệu 52 nghìn đồng. Ngay bây giờ là câu hỏi đầu tiên với 3 đáp án dành cho Lệ Hằng. A là cung Diên Thọ, B là cung Bảo Định và C là cung An Định. Hãy chọn một vị trí thả một quả bóng. Em nghĩ là chị Hằng đi chắc cũng nhiều, cho nên là em sẽ chọn số mấy? Em chọn số 5. Số 5 là 5 ngàn đó. Số không may mắn của em, nhưng mà biết đâu được. Mời. Câu hỏi dành cho Lệ Hằng như sau. Ôi nhìn quen quen ta. Đây là cung điện nào ở Huế? A. Cung Diên Thọ, B. Cung Bảo Định và C là cung An Định. Hằng có nhiều chuyến công tác quay rất là nhiều ở Huế, tại vì Hằng làm gọi là làm hình ảnh cho những cái resort ở Huế nên là bắt buộc là phải quay hình rất là nhiều từ sáng sớm luôn á, 4-5 giờ sáng đã đi những cái cung điện rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái đặc điểm khác với lại những cái cung điện Hằng từng đi đó là ở đây rất là nhiều tranh. Và Hằng nhớ là cung Diên Thọ và cung Bảo Định là nó không có những bức tranh giống trong hình. Cung An Định. C. Cung An Định là lựa chọn của Lệ Hằng. Hy vọng là chị Hằng sẽ chọn đúng câu này. Lệ Hằng chọn là một đáp án chính xác. Yeah. bây giờ cái số 5 này á là ban đầu là nó không may mắn, nhưng mà em nghĩ bà bây giờ là may mắn rồi. Dạ. Năm 1917, vua Khải Định cho xây dựng lại phủ Phụng Hóa thành một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nhất Việt Nam thời đó, gọi là An Định Cung, và tặng cho hoàng tử Vĩnh Thụy Bảo Đại. Có 6 bức tranh trang trí có tuổi gần 90 năm. 6 bức tranh này không đề tên nhưng nhìn hình ai cũng có thể nhận ra phối cảnh thật của Năm Lăng, Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và Đồng Khánh. Con số 5 tưởng chừng là không may mắn. Dạ. Mà cuối cùng lại là may mắn. Rồi bây giờ rớt vào 5 ngàn là không may mắn. Dạ. Mời bóng rơi nào. Ủa?
Ủa, cái gì vậy trời? Ủa cái... Tôi không dám nói gì luôn á trời. Em không hiểu luôn á. Vì... Kỳ ta. Không à. Đây gọi là thánh 5.000. 7 lần đều có vị trí 5.000. Được trúng thưởng. Thiệt luôn á. Tài khoản được cộng thêm 5.000. Số tiền hiện tại là 45.057.000 đồng. Trời ơi. Trời ta. Ơi. Không sao đâu. Nhiều khi ông trời ông thử thách mình. Câu thứ hai thưa quý vị, tiếp tục là 3 đáp án dành cho Lệ Hằng, xin mời. A là Iberia, B là Balkan và C là Scandinavia. Bắc Âu. Hãy chọn một quả bóng hay hai quả bóng. Một quá. Rồi, xin mời một quả bóng. Tại vì thấy có vẻ như hơi khó. Em thấy câu này khó. Vị trí số mấy? Nãy giờ em chưa chọn số 2 đúng không ạ? Vị trí số 2. Một quả bóng và vị trí số 2. Mời câu hỏi dành cho Lệ Hằng. Theo Google Earth, phần được tô đậm trên hình là bản đồ của bán đảo nào? A. Iberia, B. Balkan và C là Scandinavia. Dễ mà. Biết vậy nãy em chọn hai quả. Đúng rồi. À, cách đây một năm trước thì một chị bạn của Hằng đã từng đi Na Uy và Đan Mạch và đi leo núi thôi, thì Hằng thấy rất là đẹp, tại vì cái chuyến đó Hằng xin visa không có kịp nên là Hằng đã tìm hiểu sơ sơ, mà cách đây năm trước là không có nắm rõ thông tin lắm. Na Uy, Đan Mạch là một cái khối gọi là về hạnh phúc nè, về phúc lợi rất là tốt nè, về ăn uống, về du lịch, mọi thứ ở đây rất là tốt, nên mà Hằng không có điều kiện để đi, chưa có điều kiện để đi. Chết rồi, khó quá nè. Phân tích cho đã, chết rồi khó quá nè. Hằng nhớ băng máng là cái lúc mà Hằng đọc thông tin á thì có cái Scandinavi hay là chọn đại không? Thôi, theo linh cảm như câu hỏi lúc nãy đi nha. À, Hằng sẽ chọn Scandinavia. C là Scandinavi. Ở bên nội thất có phong cách Scandinavia là phong cách Bắc Âu. Dạ. Ở màu trang nhã và tinh giản về vật dụng. Chúng ta chờ xem C là đáp án. Rất dễ. Trong nhiều số phát sóng, ở câu này là dễ nhất của tường lửa. Trời ơi. Trong địa lý bán đảo Scandinavia có xương sống là dãy núi Scandinavia, được bao bọc bởi biển Baltic, biển Bắc, biển Na Uy của Đại Tây Dương và biển Barents của Bắc Băng Dương. Bán đảo Scandinavia tương đương lãnh thổ đất liền của Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch. Theo một số tài liệu thì bao gồm một phần lãnh thổ miền Bắc Phần Lan. Nếu bây giờ mà rơi vào số 5.000 một lần nữa thì em nghĩ là em sẽ đi về. Đúng vậy. Mời bóng rơi nào. Rơi. Hai mươi lăm triệu. Số tiền hiện có là 70.057.000 đồng. Dạ. Bây giờ thưa quý vị thân mến, câu thứ ba này xin nhắc lại là được quyền nhân 3 số bóng được thả. Nhưng trước hết hãy coi kỹ những đáp án gợi ý là gì. 3 đáp án dành cho Lệ Hằng là: A là Catherine Đại Đế, B là nữ hoàng Victoria và C là hoàng hậu Maria Antoinette. Em sẽ chọn 3 quả. Ồ, 3 quả bóng. Dạ. Vào vị trí. Thôi em nghĩ là cũng là may mắn rồi, cho nên là em sẽ chọn vị trí ở chính giữa đi, là số 4. Số 4, mời. Được đánh cả ngã về không sau câu này? Dạ đúng ạ. Ba quả bóng vào vị trí số 4. Được ăn cả ngã về không? Câu hỏi dành cho Lệ Hằng như sau. Hình ảnh in trên con tem Penny Dan là chân dung của ai? A. Catherine Đại Đế,
B. Nữ hoàng Victoria và C. Hoàng hậu Marie Antoinette. Em chưa có từng xem hình về Victoria, nhưng mà nghe cái tên đó, Victoria, nữ hoàng Victoria thì nghe rất là nhiều. Chắc có lẽ là bà cực kỳ nổi tiếng và cực kỳ đẹp. Theo em nghĩ là vậy. Nên thằng nghĩ nếu mà bà nổi tiếng vậy mà bà giỏi như vậy thì chắc chắn là sẽ lấy hình bà in lên con tem để mà làm một biểu tượng gì đó cho đất nước. Nên là em sẽ chọn là nữ hoàng Victoria. Ngày xưa em cũng được gọi là Victoria đấy. B. Nữ hoàng Victoria. Vì ngày xưa cô ấy cũng có tên là Victoria Lệ. Đáp án B là một đáp án chính xác. Yeah yeah yeah. Bây giờ phải đứng đầu khúc bình đầy. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1840, Penny Black, tem bưu chính có khả năng dính đầu tiên được phát hành tại Vương quốc Anh. Nữ hoàng Victoria hay Alexandrina Victoria đã trị vì Vương quốc Anh và Ireland hơn 63 năm cho tới khi bà qua đời. Thưa quý vị thân mến, cơ hội nâng số tiền lên cao đã thuộc về Khánh Vân. Mời bóng rơi nào. Không sao đâu, tiếp tục. 200 triệu. 5.000 đồng. 1.000 đồng. Thôi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là... Vẫn 5.000. Vẫn 5.000, không thoát được. Trời ơi, chỉ còn một chút xíu thôi là em thấy là vô 100 rồi. Cũng 5.000. Cộng thêm 25 triệu và 6.000 đồng. Số tiền hiện có là 95.063.000 đồng. Trời, hôm nay em sao? Hôm nay xui sao? Số 5 cứ đu bám hoài. Kỳ ghê luôn. Tối qua có gặp anh 5, anh 7 gì không vậy? Không. Chú 5 ở dưới quê lên thăm hay gì không? Dạ không, qua em đi đám cưới có gặp chú nào không biết, phải chú 5. Hy vọng là ở vòng 3 mọi thứ sẽ khác. Dạ. Nhưng mà chưa hết nỗi buồn đâu. Dạ. Bây giờ phải trả lại hai quả bóng màu đỏ cho chương trình. Mời. Dạ, giờ khúc này là 5.000 nè. Khúc này thì cần 5.000 này. Hai quả là vị trí số 7 và số 1. Chờ xem nào. Để coi anh Nam có xuất hiện trong những tình huống cần anh Nam hay không. Mời bóng rơi. Yeah, 25.001.000 đồng. Số tiền còn lại là 70.062.000 đồng. Xui, hôm nay rất là xui. Dạ, yeah, thôi thì mình còn nước thì mình phải còn tát. Còn nước còn tát. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, trước khi đến vòng 3, mời quý vị giải lao trong vài lát. Thiệt ra đó em thấy các anh chị chơi cái chương trình này á, là em thấy mọi người toàn vô 200 triệu, 500 triệu, 250, 100 triệu, rất là dễ dàng luôn. Mỗi người có một cái thời điểm, và bây giờ quả thứ ba là thời điểm của em. Yeah. Thưa quý vị, đây là vòng 3 của chương trình Tường Lửa. Luật chơi ở vòng 3. Mỗi câu hỏi vòng 3 sẽ có 4 phương án lựa chọn. Luật chơi tương tự vòng 2. Người ở lại sân khấu sẽ chọn vị trí để thả lần lượt 4 quả bóng màu xanh tạm ứng. Sau khi người trong phòng ban đưa ra quyết định về bản hợp đồng thỏa thuận, người ở sân khấu sẽ thả lần lượt 4 quả bóng đỏ tại những vị trí đã thả 4 quả bóng tạm ứng để bức tường thu hồi tiền. Bây giờ chúng ta thả 4 quả bóng màu xanh để mượn tiền từ chương trình. Dạ. Hãy chọn vị trí lần lượt. Dạ, em sẽ chọn 1, 2 và 6, 7 ạ. Rồi, vị trí số 1 trước. Và chúng ta chờ đợi số 1 mang về bao nhiêu tiền. Số 1 đầu tiên. Dạ. Vị trí số 1 mang về bao nhiêu tiền đây? Xin mời vị trí số 1. Xin mời. Ủa? Là sao ta? Con em đi về. Con em không chơi nữa đâu ạ. Cho em xin phép em về khúc này luôn được không ạ? Ủa cái gì kỳ vậy ta? Phụ. Hey. Đỡ, cao, đỡ phép trên cao nào. Đổi luôn. Rồi, nghỉ chơi luôn. Nghỉ luôn. Để xuống đây, đó, để coi thử có vô được hay không nha. Thiệt luôn á.
Đó, để đó. Để nó coi thử có số 5 nữa hay không. Bây giờ mà vô số 5 nó tôi quỳ tôi lại luôn á. Cái gì đâu mà xui dữ vậy trời. Thưa quý vị, chúng tôi màn phép chương trình đã tháo vị trí số 5 ra. Ủa anh ơi, mà cái đó tới 50 triệu. Trời ơi. Trời ơi. Gán vô, gán vô. Tự nhiên em nhìn lại. Ủa sao thấy cũng gỡ nó vậy. Em không biết em đứng xa em nhìn. Trời ơi, chết rồi bạn ơi. Rồi 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 rồi. Rồi buông tay đi, buông tay, buông tay. Dạ anh, bên đây nè anh. Thôi được rồi, gỡ gắn vô mệt quá. Em chữa số 5 ra vậy. Em không hiểu luôn thiệt á. Tình luôn á, làm MC rối nùi luôn nè. Sao vậy ta, hôm nay em bị gì vậy ta? Số tiền cộng thêm đang có là 70 triệu. Trời ơi, 7 nghìn đồng. Trời ơi, cho anh với phim anh cười em kìa. 9 lần rồi. Mời vị trí tiếp theo. Vị trí số. Dạ, vị trí số 2. Số 2. Vị trí số 2. Số tiền mang về ở vị trí nào đây? Mời bóng rơi đâu. Lê Hằng về coi chương trình là bắt đầu. Chơi cái gì vậy? Em nghĩ về chắc chỉ hết nhận chị em với em luôn. Số tiền hiện có là 70 triệu và 68 nghìn đồng. Thiệt ra đó em thấy các anh chị chơi cái chương trình này á, là em thấy mọi người toàn vô 200 triệu, 500 triệu, 250, 100 triệu. Rất là dễ dàng luôn. Mỗi người có một cái thời điểm. Và bây giờ quả thứ ba là thời điểm của em. Yeah. Vị trí. Dạ, số 6. Số 6 là may mắn không ạ? Số 6 là ngay chỗ này. Tôi đứng đây luôn nè, tôi đứng đây luôn mà số 5 chắc tôi xỉu luôn á thiệt. Số 5 mà giờ mà vô số 5 chắc tôi cười chết. Là... Rồi, mời bóng rơi nào. Chút xíu là 500 rồi nè, chút xíu là 500 rồi đó. Dạ. Số tiền hiện có là 320 triệu 068 nghìn đồng. Thời tới rồi, thời tới rồi. Vị trí cuối cùng. Dạ, số 7. Số 7, 7. Mời bóng rơi nào. Hai quả 500 triệu, khủng khiếp. Số tiền hiện có là 570 triệu 068 nghìn đồng. Trời, quá mệt mỏi. Em biết rồi nha, vậy là phong thủy của em là chỉ có số 6, số 7 thôi ạ. Những cái 5 ngàn đầu tiên chỉ là thử thách. Dạ. Còn đây mới là kết quả. Chúc mừng, chúc mừng. Dạ, chúc mừng, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Số tiền hơn 500 triệu, thật bất ngờ. Hai quả bóng thôi. Hy vọng là tiếp tục những câu hỏi này Lệ Hằng sẽ trả lời đúng để chúng ta có bóng màu xanh để thả. Câu đầu tiên ở vòng này sẽ có 4 đáp án dành cho Lệ Hằng. A là Hà Nội, B là thành phố Hồ Chí Minh, C là Hà Long và D là Đà Nẵng. Nó hơi bao quát nghe được, có cười, nó hơi bao quát đó, nó rộng lớn quá. Nhưng mà em nghĩ là chị Hằng đi rất là nhiều cho nên là chị Hằng sẽ biết được. Em nghĩ vậy. Mời thả bóng vào vị trí. Em vẫn chọn số 6. Số 6. Dạ. Chúng ta chờ đợi câu hỏi dành cho Lệ Hằng. Theo công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Euromonitor International, thành phố nào của Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong top 100 thành phố đông khách nhất thế giới năm 2019? A. Hà Nội, B. Thành phố Hồ Chí Minh, C. Hạ Long và D. là Đà Nẵng. Nhiều khi quê chị chỉ biết. Thành phố du lịch. Dạ. Tại vì Hằng là một người con Đà Nẵng nha. Nhưng mà làm việc là làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Về du lịch nha, về du lịch thì Hằng nắm chắc là Hà Nội và Đà Nẵng.
tại vì Hà Nội và Đà Nẵng vừa ẩm thực này, vừa ăn uống này, vừa có nhiều danh lam thắng cảnh này, vừa có nhiều nơi đi như Hà Nội là gần Sa Pa này, đi về các tỉnh miền núi rất là đẹp. Còn về Đà Nẵng là có Hội An này, có Bà Nà này, có biển nữa này, có nhiều Đà Nẵng là có nhiều cái resort đẹp nữa, nên Hằng chắc chắn 100% đó là Đà Nẵng. Đà Nẵng. Lựa chọn của Lệ Hằng là Đà Nẵng vì đó là nơi cô ấy sinh ra và lớn lên, quê hương của cô ấy là Đà Nẵng. Lựa chọn này là một lựa chọn không chính xác. Chắc là lộn năm. Có thể là 17, 18 Đà Nẵng rất là đông, nhưng mà 19 thì không phải là xếp đứng đầu. Đáp án chính xác của chương trình là B, thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Euromonitor International về top 100 thành phố đông khách nhất thế giới năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 31/100, Hạ Long Quảng Ninh xếp hạng 48/100, Hà Nội là 52/100 và Đà Nẵng là 90/100. Rất tiếc là không chính xác, thành phố Hồ Chí Minh là đáp án cuối cùng. Bây giờ là lúc cần anh Năm. Anh Năm ơi, kêu lộn anh Năm lớn là chết luôn á nha. Nhưng mà em thấy số 7 đó, hồi nãy 6 số 7 em hơi sợ. Mời bóng rơi nào. Ok, qua bên đây là ổn nha. Anh Năm đó. Anh Năm lớn. Trừ đi 50 triệu đồng, số tiền còn lại là 520 triệu lẻ 68 nghìn đồng. Được không sao? Dạ. Câu thứ hai này chúng ta chờ xem cái đáp án nó dễ hay là khó. 4 đáp án dành cho Lệ Hằng như sau. A là cô bé Lọ Lem, B là người đẹp và quái vật, C là Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, và D là công chúa tóc mây. Cổ tích có nhân đôi hay không? Thực ra là mình nghĩ là dễ, nhưng mà em có cảm giác là không dễ đâu, cho nên em không nhân đôi. Số mấy đây? Số 1 à? Không nhân đôi, một quả thôi. Câu hỏi dành cho Lệ Hằng như sau. Lâu đài New Charleston là nguồn cảm hứng để Disney thiết kế lâu đài trong bộ phim nào? A. Cô bé Lọ Lem, B. Người đẹp và quái vật, C. Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, và D. là công chúa tóc mây. Chắc Hằng biết á. Thật sự nha, em đã coi Người đẹp và quái vật rồi, và cái lâu đài của nó cũng rất là đẹp. Cô bé Lọ Lem, cô bé Lọ Lem thì đọc truyện thôi, chứ chưa có coi phim. Chết rồi. Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn là coi phim hoạt hình thôi, ngày nhỏ coi phim hoạt hình thôi. Công chúa tóc mây thì không, chưa coi luôn. Chắc chắn sẽ chọn B. Disney nha, Disney thì phải là cô bé Lọ Lem mới đúng đấy nhở. Ai run quá. Vậy câu trả lời cuối cùng của Hằng đó là cô bé Lọ Lem. À, cô bé Lọ Lem. Đáp án của chương trình là chính xác. Tòa lâu đài New Charleston tại Đức của vua Ludwig thứ hai xứ Bavaria. New Charleston trong tiếng Đức nghĩa là thiên nga đá mới, khởi công xây dựng năm 1869, lấy cảm hứng như tòa lâu đài của các hiệp sĩ thời Trung cổ. Tòa lâu đài này chính là nguồn cảm hứng để các họa sĩ thiết kế của Disney tạo nên tòa lâu đài trong phim hoạt hình Nàng công chúa ngủ trong rừng và Cô bé Lọ Lem. Vị trí số 1 sẽ mang về bao nhiêu tiền thưởng đây? Mời bóng rơi nào. Cộng thêm 10.000 đồng. Em thật sự em không nói được gì luôn à. Số tiền hiện có là 520.078.000 đồng. Em không nói được gì. Thưa quý vị thân mến, bây giờ là câu hỏi cuối cùng buổi tối ngày hôm nay.
4 đáp án sẽ là: A là điệu khắp, B là dù kê, C là mo, và D là tan ca. Không hiểu. Dạ. Em nghĩ là càng về sau thì chắc chắn là những cái câu hỏi này thực sự rất khó. Và chắc chắn sẽ chọn dạ, một quả duy nhất. Chính xác. Và vị trí? Dạ, số... Một, số 2 thôi. Dạ, em bị số 2. Số 2, mời. Dạ. Đây là một trong những cái đáp án mà chúng ta không liên tưởng được gì nhiều. Dạ. Câu hỏi dành cho Lệ Hằng là: Tuôn cũng nhau thả, mình giúp mình khóc. Nâng mấy năm nâng, mà bắt đầu lại bình mình khả lời gặp tuôn. Trong cất cất đó chứ lông chân bay. Miền xa nà mong bì ăn bắt bổ rây thoai bà niêng gặp tuôn. Miền bè rì cho xa phong. Bất đắc gặp tuôn. Thái giống như không phải Thái. Thái mà. Không phải Thái. Đây là loại hình nghệ thuật sân khấu nào? A. Điệu khắp, B. Dù kê, C. Mo, và D là tang ca. Bó tay. Dù kê, trời ơi, cái tên Mo, tang ca. Trời ơi, cái tên gì khi mà nghe xong thì không biết là tiếng của đồng bào dân tộc nào Việt Nam hay không, hay là tiếng của nước ngoài, Lào hay là Thái gì. Nó na ná nhau, tại vì Hằng cũng không có nghe rõ nữa. Điệu khắp là bỏ rồi nè, dù kê bỏ luôn. Còn Mo với tang ca nè. Hay là chọn đại mo nhờ? Chọn đại mo đi chị ơi. Thôi Hằng chọn đại. Vâng ơi, chị chọn đại mo nha em. Yeah. Có sai cũng đừng có la chị nha. Ok, đáp án cuối cùng của Hằng là mo. C, mo. C là mo. Dạ. Thật sự là không biết thật. Kiến thức là vô tận. Và C là một sự lựa chọn. Không chính xác. Nghiễm nhiên đón nhận. Dạ. Đáp án chính xác của chương trình là B, dù kê. Sân khấu dù kê là tổng hòa các loại hình nghệ thuật như ca, múa, âm nhạc, vũ thuật, phục trang, hóa trang, hội họa và ẩm thực, mang đặc trưng riêng của người Khmer. Hiện còn có nhiều ý kiến khác nhau về nguồn gốc ra đời của sân khấu dù kê, nhưng nhiều người cho rằng nơi khai sinh ra sân khấu dù kê chính là vùng đất Ba Sắc, Sóc Trăng, và người có công lớn trong việc phát triển nghệ thuật sân khấu dù kê của người Khmer Nam Bộ chính là ông Lý Quân. Thôi thì chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho một sự đón nhận. Hy vọng là số 5. Mời bóng rơi nào. Huê. Vẫn là số 5. Số tiền trừ đi 50 triệu đồng. Còn lại là 470.078.000 đồng. Vẫn còn nhiều. Rồi. Lát nữa đây mình sẽ thả 4 quả bóng màu đỏ. Lát nữa thôi. Nhưng mà hy vọng nó vào ô ít tiền. Còn bây giờ chúng ta đến với hợp đồng để chuyển vào bên trong cho Lệ Hằng. Thưa quý vị thân mến, Lệ Hằng hôm nay rất xuất sắc. Trả lời được 4 câu chính xác là mang về 80 triệu cộng với phần 1 nữa. Hơn 110 triệu là nhiều đấy. Bây giờ sẽ gửi vào trong để xem Lệ Hằng ký hay không ký. Dạ. Chúng ta cùng gặp gỡ Lệ Hằng bên trong. Đây là hợp đồng ạ. Đây là số tiền ở vòng 1 là mình được 32 triệu. Cộng với số tiền ở vòng 2 và vòng 3. Nếu mà vòng 2, vòng 3 mà ở ngoài. Đó, giờ tự cho ngồi tính. Chúng ta sẽ chờ cô ấy quyết định. Sau đó chuyển hợp đồng lại cho chúng ta. Cô ấy không biết cô ấy trúng bao nhiêu câu. Chúng có nhu cầu thì mới tính được số tiền. Không biết sao tính. Trời ơi, tim em đập mạnh. Hiện tạm đi thế nào cũng 400 trở lên. Hợp đồng đã quay trở lại. Có nghĩa là gì thưa quý vị? Đã có sự quyết định của Lệ Hằng. Có thể đã ký hoặc đã xé hợp đồng. Bây giờ là lúc thu hồi 4 quả bóng màu đỏ ở những vị trí sau. Vị trí đầu tiên là vị trí số 1. Dạ. Để xem trừ bao nhiêu tiền.
Vị trí số 1, hy vọng là ít tiền thôi. Mời bấm rơi. Trừ đi 150 triệu đồng, số tiền còn lại là 320 triệu 078 nghìn đồng. Tiếp theo là vị trí số 2. Em buồn quá nhiều. Hy vọng là ít tiền thôi cho cháu nó vui. Mời bóng rơi. Về phía trái là ngon. Về phía trái. Chết rồi. Trời ơi, chết nhỏ dưới kia. 250 triệu bị trừ đi. Số tiền còn lại là 70 triệu và 78 nghìn đồng. Vị trí tiếp theo là vị trí số 6. Tại cái lúc mà được tiền á thì toàn là 5 ngàn không à. Còn cái lúc bị trừ tiền thì toàn trừ nhiều tiền không à. Thì đó, ông trời ông đâu cho ai tất cả. Trời ơi, thiệt ông trời ơi. Mời bóng rơi nào. Một ngàn. Quả cuối cùng. Vị trí số 7. Vị trí số 7 là quả bóng cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Mời bóng rơi nào. Hai cái quả trước mà cũng vậy thì ngon biết mấy dạ. Ha. Trừ quá số tiền nhiều. Bị trừ đi còn lại là 70 triệu 076 nghìn đồng. Tức là gì thưa quý vị? Tức là nếu bây giờ mà Lê Hằng ký thì số tiền nhiều hơn là không ký. Nếu ký hợp đồng thì mang về hơn 110 triệu. Còn nếu không ký thì bảy mấy triệu thôi. Mong muốn Lê Hằng sẽ ký hợp đồng. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Lê Hằng. À, cái lúc mà quyết định ký hay không ký á, chị rất là lo. Chị sợ là hoàn cảnh của các em á, không được gọi là được giúp đỡ. Và cái chương trình của em sẽ không được thực hiện theo nguyện vọng của em và chị. Thưa quý vị thân mến, đã đến lúc chúng ta gặp lại người con gái trong phòng băng. Đã cố gắng hết sức chinh phục các câu hỏi để cùng với người con gái trên sân khấu vượt qua nhiều thử thách và đi đến một cái kết vô cùng hấp dẫn. Chúng ta gặp gỡ Lê Hằng. À. Xin chào. Đứng ở đây. Sao vậy? Có vẻ căng thẳng, sao anh vui quá vậy? Ở ngoài này sao? Trong kia em căng thẳng lắm luôn á. Ở ngoài này không có giây phút nào là vui vẻ hả? Không phải, không có giây phút nào mà người ta lơ là được. Hy vọng là Vân cũng thấy banh cực kỳ may mắn, tại vì dù gì cũng là số tiền cũng là dành cho các em. Lệ Hằng, em không trả lời đâu có bao nhiêu câu đâu. Đã 6 câu nhưng mà em run lắm, em run với 4 câu chính xác. Ghê chưa? 4 câu hả? 4 câu là mình có thể tự tính nhẩm là mình mang về hơn 110 nếu mình nhưng ký. Nhưng mà nếu như mình ký. Còn không ký thì phải chờ đợi lát nữa mới biết cái con số chính xác. Vâng, cái gì cũng giỏi hết. Mời. Ghê vậy. Chết rồi, lỡ chị không ký sao con? Vân ơi. Ôi, run quá vậy. Em ơi, sao trong khi chị quay mặt lại nào. Rồi, trò chuyện. Vâng, sao em? Ở trong kia nha, chị có 6 câu hỏi nhưng mà chị thật sự là chị không có chắc chắn câu trả lời của chị là đúng hay không. Nhưng mà cái lúc mà quyết định ký hay không ký á, chị rất là lo. Chị sợ là hai chị em mình không có đến bây giờ hai chị em mình về tay không á, thì có rất là nhiều cái hoàn cảnh của các em á, không được gọi là được giúp đỡ. Và cái chương trình của em sẽ không được thực hiện
Ờ, à, rùng quá. Tại vì chị không muốn, chắc chắn là chị không muốn đi về tay không rồi. Em hiểu không? Dạ. Nên thằng sẽ quyết định là ký vào cái bản hợp đồng này để mà có chuyện gì em cũng đừng trách chị, tại vì cái những cái gì mà tốt đẹp nhất chị đều dành cho em và dành cho các bé. Và chị đã đồng ý ký vào tấm xét. Ký vào hợp đồng. Đã ký vào hợp đồng. Và số tiền chắc chắn mang về là 112.547.000 đồng. Đặng Thị Lê Hằng đã ký thưa quý vị. Lo lắm luôn á, sợ không về công đồng thì cái dự án quá là vậy em mà nó không có đi được. Em đứng ngoài này em thật sự rất là áp lực, tại vì chị cũng rất là lo. Em hôm nay là một ngày thật sự quá may mắn với em, tại vì em nghĩ là em đã phá vỡ kỷ luật của chương trình, là chưa có ai mà thả được 5.000 với 1.000 nhiều như em. Trời ơi, chị ơi, rồi cái lúc mà bị trừ tiền á thì lại bị trừ rất là nhiều tiền. Cái lúc mà chị trả lời sai á? Dạ không, chị đúng hết, chị không có sai gì hết, chỉ có em sai và em thiếu may mắn. Thôi không sao, chị có niềm tin. Cái lúc mà chị ký xét là chị rất là lo, nhưng mà chị cực kỳ vui. Lúc mà Châu trả lời chị hỏi, chị rất là căng thẳng, nhưng mà chị cực kỳ vui khi mà chị ký vào tấm xét này. Và cuối cùng thì Khánh Vân mang về 1.500.000.000 đồng. Cái gì? Cái gì? 1 tỷ hả? 1.500.000.000 đồng. Tha hồ mà làm dự án. Trời ơi, sao vui vậy? À? À. Số tiền Khánh Vân mang về là 70 triệu. Này trời ơi, ơi em không biết rồi. Chị giỏi thiệt sự. Thôi đấy, chị làm gì đâu. Chị không có trả lời được. Ok vậy. Thưa quý vị thân mến, mục đích của họ đến đây là phải bằng mọi giá mang tiền về, không cần nhiều, ít cũng được. Nhưng tấm lòng của họ là lớn hơn tất cả mọi thứ. Và sau đây, trước khi chia tay quý vị, sẽ có hai lời chia sẻ. Thứ nhất là từ Lê Hằng. Thật sự là cảm ơn chương trình rất là nhiều đã tạo ra một cái sân chơi dành cho tất cả các chị em nghệ sĩ cùng một cái tấm lòng, đó là gọi là thiện nguyện. Và hy vọng là sau chương trình này cũng sẽ có rất là nhiều chương trình nữa để hướng tới một cái việc gì đó tốt đẹp hơn cho xã hội và cho cộng đồng. Cảm ơn Lê Hằng. Và Khánh Vân đừng khóc nữa. Dạ em khóc tại vì em thấy sẽ em xú hiếu. Chưa quá đúng không? Không, nhưng mà dù gì cũng có được một phần thưởng dành cho dạ. Các em rồi. Dạ, ngày hôm nay thì em cảm ơn chương trình Từ Lửa rất là nhiều, cũng như cảm ơn anh Trường Giang, cảm ơn chị Lệ Hằng đã đồng hành cùng với em trong cái dự án mà em đang chuẩn bị, đang làm dang dở. Và với em thì đây là một số tiền cũng không hề nhỏ đâu, tại vì sẽ giúp được rất là nhiều cái mảnh đời, rất là nhiều cái cuộc đời những trẻ em đang rất là bất hạnh, rất là thiếu thốn tình cảm, rất là thiếu thốn về mọi mặt trong cuộc sống. Và không biết nói gì hơn là một lần nữa em và chị Lệ Hằng xin được gửi lời cảm ơn đến chương trình rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn hai bạn, cảm ơn Lệ Hằng, cảm ơn Khánh Vân, cảm ơn quý vị xem đài. Thưa quý vị thân mến, cuộc sống hãy cho đi và san sẻ, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn rất là nhiều. Những thứ mà chúng ta cho đi có thể đối với chúng ta nó nhỏ thôi, nhưng mà đối với những người cần điều đó là vô cùng to lớn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tường Lửa. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Một chương trình để thực hiện được thì rất nhiều khâu: ánh sáng, âm thanh, rồi những người phía sau chương trình, những người làm màn LED, đặc biệt là những người làm sàn sân khấu. Em chỉ nói vậy thôi, anh hiểu ha. Trời ơi trời, tôi vô đi. Bye bye.